Bồ Vi Nam muốn phái võ đạo sáng tạo cho người Việt Nam. Bồ Vi Nam đây nguồn sông anh dũng bất khuất của cháu con Lạc Hồng. Bồ Vi Nam người thiện đức thanh niên thành người hữu ích hiền ngang. Bồ Vi Nam truyền vào tâm tư thanh niên một niềm tin lên hương, một tình thương bao la, một hoài bão cao xa, quyết vì đất nước nêu cao gương hy sinh. Điểm tô non sông uy linh, huy hoàng dưới anh hùng mình, với bàn tay thép, với trái tim từ ai. Người muôn sinh vô Việt Nam đấu tranh cho công bình bác ai, qua nhiều vết thương đau cho.
ta có thể ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô Maria. Xin ơn như ý, xin tạ. Tạm sở hồn quý lỗi lầm của chúng ta. Tôi tu nhân. Để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ái, sẽ nhận ra người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, khi con ra cùng tu xe theo mình. Quý sơ, quý tu sĩ, các quý chức tân cụ hội đồng mục vụ, các đoàn thể ca đoàn, các cấp chính quyền địa phương, quý thầy và anh chị em đồng môn Vô Vi Nam, quý thân tộc nội ngoại, quý thông gia, các bạn bè, hàng xóm, láng giềng cùng toàn thể hội đoàn dân Chúa. Trong niềm thương tiếc tiễn biệt cha của chúng con là cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Chiếu, con xin trân trọng cảm ơn quý cha và toàn thể quý vị. Nhiều năm qua, cụ ông Phêrô đã được sống trong vòng tay ấm áp của giáo họ, tình yêu thương của dòng tộc và môn phái. Khi cụ ông Phêrô từ giã trần thế, gia đình chúng con đã nhận được rất nhiều tình cảm của quý cha và quý vị dành cho tang quyến. Cha đã đến tại tư gia để cử hành các nghi lễ. Quý vị cũng đã đọc kinh, cầu nguyện, phúng điếu, an ủi chúng con trong những ngày tang lễ.
Đặc biệt, sáng nay cha đã cử hành lễ an táng Hồng đoàn Hiệp Thông cùng với những cung đàn tiếng hát cầu nguyện thiết tha cho linh hồn của ông Phêrô. Tam quý chúng con rất cảm kích trước những nghĩa cử cao đẹp này. Nguyện xin Thiên Chúa tu đổ ơn lành xuống quý cha và toàn thể quý vị. Nhân đây, chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn chính quyền địa phương các ấp đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho gia đình tổ chức tang lễ. Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn không tránh được sơ suất. Kính mong quý cha và quý vị lượng thứ. Chị em thân mến, trước lúc chùa, trước lúc chia tay, chúng ta hãy cùng chào gửi anh em của chúng ta đây là thầy Phêrô Nguyễn Văn Chiếu. Trước khi lời từ biệt mà chúng ta nói đến lần cuối nơi đây, diễn tả được lòng yêu mến, sẽ dịu được nỗi đau buồn và tăng thêm niềm trông cậy của chúng ta. Vì chính chúng ta biết rằng sẽ có ngày vui mừng gặp lại người anh em của chúng ta trong tình thân mật, nơi mà tình yêu của Chúa Kitô đấng chiến thắng mọi sự sẽ vĩnh viễn vượt hành trình sự chung. Như mọi người đã chết trong Chúa Kitô, chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi ở Cha. Good job.
đoàn ta tiến tới gắng tu tâm thân ngày mai trôi xa. Cái việc lòng đầy tự hào, cái việc mình dành ngọt ngào, bó sinh bền gan cũng chi. Ai ơi luyện thân sung sướng trái tim khoan dung Việt nhân võ đạo, dân Việt người người Lào, nuôi Việt người người đỉnh cao, Bắc Nam từ đây nuôi liền. Quê hương ngàn xưa vẫn đó những trang sử xanh cấm tô vàng son, Giang Sơn ngàn xưa vẫn đó gái trai Việt nhân võ sinh đoàn kết. Nhân dân ngàn xưa vẫn đó khi thiên hùng ca vẫn vang lời nguyện, tương lai ngàn sau vẫn tiếp sóng cao Việt nhân võ sinh ra đại dương. Chúng lo đoàn ta tiến tới gắng tu tâm thân ngày mai trôi xa. Trái Việt lòng đầy tự hào, trái Việt mình giàu ngọt ngào, võ sinh bền gan vững chí. Ai ơi luyện thân dũng sĩ trái tim khoan dung Việt nhân võ đạo, dân Việt người người Lào, nuôi Việt người người đỉnh cao, Bắc Nam từ đây nối liền. Quê hương ngàn xưa vẫn đó những trang sử xanh thắm tô vàng son, Giang Sơn ngàn xưa vẫn đó gái trai Việt nhân võ sinh đoàn kết. Niên quyết nấu nung căn trường trong cơn phong ba sóng gió ta coi thường giàn nguy rèn chí kiên cường. Việt võ đạo đoàn thanh niên tâm tư man mát như trùng khơi, đem tin yêu tới hiến cho một người, đem hương thanh cao chúc thắm lên cuộc đời, say men hào khí đầy vơi sáng người tràn đầy vượt mắt tình anh. Khi hùng tiềm tàng dòng máu tiên long, ta là thanh niên tương lai Việt Nam vẫn hiến xây nên bao nhiêu nghìn năm, hoa cẩm tô bồi nền vàng son trên non sông vinh quang, kiếm cờ nghìn đời còn ngút mê linh, sóng bạch đằng còn trục máu quân nguyên, loa thần chỉ lắng dương còn vang, gương lúc đã còn nghiêng soi trời nam, mây núi trăng ngàn đã trường sơn muôn muôn năm chơi gan. Hoa niên quyết nấu nung căn trường trong cơn phong ba sóng gió ta quay thường giàn nguy rèn chí kiên cường. Việt võ đạo đoàn thanh niên tâm tư man mát như trùng khơi, đem tin yêu tới hiến cho một người, đem hương thanh cao chúc thắm lên cuộc đời, say men hào khí đầy vơi sáng ngời tràn đầy vượt mắt tình anh. Khi hùng tiềm tàng dòng máu tiên long, ta là thanh niên tương lai Việt Nam vẫn hiến xây nên bao nhiêu nghìn năm, hoa cẩm tô bồi nền vàng son trên non sông vinh quang, kiếm cờ nhìn đời còn ngút mê linh, sóng bạch đằng còn rục máu quân nguyên, loa thần chỉ lắng dương còn vang, gương lúc đã còn nghiêng soi trời nam, mây núi trăng ngàn đã trường sơn muôn muôn năm chơi ga. Bùng lên lửa bùng lên cao ngất trời, đây tiếng gọi núi sông Việt Nam, đây hồ non nước lướt gió đưa cao,
phương trời. Ngoài mình sông thu rèn tay thép, tim ấp ủ tiếng ru nằm nồi. Ơi, 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 bùng lên, hãy bùng lên, ngất trời cao. Lừa sóng biển sông gạo, hồn nước thiết tha đòi. Những gái trai Việt Nam, hãy nhìn trong trời cao. Hãy sống cho ngàn sao, để siêu danh Việt Nam. Sông Việt Nam đầy cờ Nam phất phới trước lửa thiên, Việt võ đạo sinh chung sức gánh sơn. Lạy Chúa, xin cho linh hồn ông Phêrô được an nghỉ ngàn thu. Lạy Chúa, xin cho linh hồn ông Phêrô được an nghỉ ngàn thu. Amen. Chúng con trong cõi giác than đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con gặp đánh lừa. Kính thưa bà con láng giềng, thân bằng quyến thuộc, thay mặt tang quyến, con xin chân thành cảm ơn quý khách, quý thầy, quý đồng môn, láng giềng và thân bằng quyến thuộc đã dành chút thời gian quý báu tiễn đưa cha của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong những ngày tổ tang lễ, chúng con vô cùng cảm kích khi được quý thầy trong hội đồng võ sư trưởng quản liên đoàn, quý đồng môn Tô Vinh Nam đã tận tình lo lắng bằng tất cả nghĩa tình. Con xin trân trọng cảm ơn tất cả các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đã đến viếng tang, phúng điếu và gửi vòng hoa chia buồn. Trước khi được linh, con xin mạn phép được bày tỏ đôi lời với anh linh của ba con. Ba ơi, thật bất ngờ khi ba sớm rời xa dương thế. Ba ra đi trong lúc nhiều ước nguyện cho môn phái Quy Nguyên Tông vì võ đạo chưa thành. Suốt cuộc đời từ lúc trai trẻ cho đến thất tập cổ lê, ba đã gắn bó và cống hiến tất cả cho môn phái. Những thành quả của ba đã được môn phái ghi nhận và quý thầy, quý đồng môn yêu quý. Ngoài xã hội và trong dân tộc, ba được nhiều cô chú, anh chị thương mến. Trong gia đình, ba là người chồng tốt, là người cha hiền, chăm lo dạy dỗ con cái. Đối với học trò, ba luôn đối xử với tấm lòng bao dung. Ba đã sống trọn vẹn tất cả mọi nghĩa tình. Ba ơi, chúng con rất tự hào về ba. Chúng con rất may mắn và hạnh phúc được làm con của ba. Ba
đã vội vã ra đi, khiến chúng con bàng hoàng trong cảnh coi cút. Từ nay gia đình vắng bóng ba, mỗi khi trở về nhà cũ còn đâu hình bóng của ba, với bao lời thăm hỏi dặn dò. Nhưng cuộc đời có sinh có tử, sinh ký tử nguyên, chớ có niềm tin, xin ba hãy thanh thản ra đi. Con và chị sẽ thấy ba chăm sóc mẹ, chúng con sẽ cố gắng tiếp tục noi gương ba để đóng góp tốt hơn, nhiều hơn cho xã hội và môn phái Vô Vi Nam được bảo đạo. Kính thưa quý vị, trong lúc tan gia bối rối, chắc chắn không tránh khỏi được sơ sót, rất mong quý vị niệm tình bỏ qua. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Sao băng vương trên nền trời cao sang tuyệt vời lung linh hào quang, lại lúc thiên nhiên giang tay chào mời đưa chân một người chúa giữa thời gian ghi công.
ơn sang tôi. Bao nhiêu năm gian khổ rơi cho muôn vì sao xa, một người ra đi cho muôn người sau tới, một người sau tới đem thân nhiên cho đời. Muôn vì sao xa chẳng soi nghìn thu, vừa lúc không gian giang tay chào mời đưa chân một người chu du thời gian, một ánh sao băng xuyên ngang vòng trời cao sang tuyệt vời lung linh hào quang. Một ánh sao băng vương trên nền trời cao sang tuyệt vời lung linh hào quang, là lúc thiên nhiên giang tay chào mời đưa chân một người chu du thời gian, ghi công ơn sang tổ bao nhiêu năm gian khổ. Dương dâng lên một võ y, tình yêu tha nhân vạch lối đi, một vì sao rơi cho muôn vì sao xa, một người ra đi cho muôn người sau tới, muôn người sau tới đem thân hiến cho đời. Muôn vì sao xa chẳng soi nghìn thu, vừa lúc không gian giang tay chào mời đưa chân một người chu du thời gian, một ánh sao băng xuyên ngang vòng trời cao sang từ thời lung linh hào quang, một ánh sao băng xuyên ngang vòng trời cao sang tuyệt vời lung linh hào quang. Trôi xa, cái việc lòng đầy tự hào, cái việc mình dạng ngọt ngào, bó sinh bền gan cũng chi. Ai ơi luyện thân sung sướng trái tim khoan dung việc nhân võ đạo, dân việc người người lào, nuôi việc người người đỉnh cao, Bắc Nam từ đây nuôi liền. Quê hương ngàn xưa vẫn đó những trang sử xanh cấm tô vàng son, Giang Sơn ngàn xưa vẫn đó gái trai việc nhân võ sinh đoàn kết. Nhân dân ngàn xưa vẫn đó khi thiên hùng ca vẫn vang lời nguyện, tương lai ngàn sau vẫn tiếp sống cao việc nhân võ sinh theo đại dương.
đoàn ta tiến tới găng tù tâm thân ngày mai trôi sang. Trái Việt lòng đầy tự hào, trái Việt mình giàu ngọt ngào, võ sinh bền gan vững chí. Ai ơi liền thân dung sĩ, trái tình khoan dung Việt nhân võ đạo. Dân Việt người người Lào, nuôi Việt người người đỉnh cao, Bắc Nam từ đây nối liền. Quê hương ngàn xưa vẫn đó những trang sử xanh thắm tô vàng son, giang sơn ngàn xưa vẫn đó gái trai Việt nhân võ sĩ đoàn kết. Nhân dân ngàn xưa vẫn đó khi thiên hùng ca vẫn vang lời nguyền, tương lai ngàn sau vẫn tiếp sóng cao Việt nhân võ sĩ đại dương.